Nếu bạn muốn gọi cho ai đó với hy vọng họ không thực sự trả lời, hãy thử gọi vào đêm Super Bowl. Hơn 100 triệu người đang xem trận chung kết của môn thể thao được yêu thích nhất nước Mỹ. Đây là chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong năm. Bóng đá Mỹ được gọi như vậy, mặc dù bạn chơi bằng tay, vì nó phát triển từ hai môn thể thao, bóng bầu dục và bóng đá, được gọi là bóng đá ở châu Âu. Ngoài ra, trước khi có một số thay đổi lớn về luật chơi, họ từng sử dụng cả tay và chân để chơi. Trận đấu giải vô địch NFL năm 1958 là trận đấu đầu tiên và duy nhất cho đến nay là trận đấu tiêu đề NFL kết thúc trong hiệp phụ. Đêm đó, Baltimore Colts thi đấu với New York Giants. Sân vận động chật kín với 68.000 người hâm mộ và hàng trăm ngàn người đang theo dõi trận đấu trên NBC. Tại một thời điểm nào đó, đám đông trở nên cuồng nhiệt đến mức cáp NBC chịu trách nhiệm phát sóng bằng cách nào đó đã bị ngắt kết nối. Trò chơi sắp kết thúc bất cứ lúc nào nên họ phải làm gì đó ngay lập tức. Đầu năm đó, tờ New York Times đã hỏi nhà sản xuất liệu họ có phương án B nào cho một kịch bản như vậy không. Ông cười trả lời rằng có lẽ họ sẽ phải cử người vào sân để trì hoãn trận đấu. Và đó chính xác là những gì họ đã làm. Họ cử người quản lý kinh doanh của mình chạy đôn đáo khắp sân sau giờ giải lao. Cảnh sát đuổi theo anh ta một lúc và mọi người đều cho rằng đó chỉ là một cổ động viên ồn ào thôi. Đó là cách NBC cứu chương trình phát sóng chỉ thiếu lần phát đầu tiên sau khi hết thời gian chờ. Thật khó để tưởng tượng một trận bóng đá mà không có những cuộc hội ý. Ý tôi là những lúc tất cả họ tập hợp thành một vòng tròn chặt chẽ để thảo luận về chiến lược, động viên lẫn nhau hoặc ăn mừng. Nhưng những cuộc hội ý đó mãi mới trở thành hiện thực vào những năm 1890 nhờ Paul Hubbard, một tiền vệ khiếm thính của Gallaudet. Ông không muốn các đội khác đọc được tín hiệu tay của mình nên đã tập hợp đồng đội của mình thành một vòng tròn chặt chẽ để bảo vệ bí mật của họ. 1982, Stanford Cardinal và California Golden Bears đã đi vào lịch sử vì the play diễn ra ở những giây cuối cùng. Stanford đã dẫn trước 20-19 và chỉ còn 4 giây. Bạn sẽ nghĩ như vậy chẳng là gì, nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để Golden Bears lật ngược thế cờ. Họ đã thực hiện 5 đường chuyền ngược và bùm, cú chạm bóng cuối cùng. Họ thắng 25-20. Không giống như bóng bầu dục chuyên nghiệp, những quả bóng được sử dụng trong các trận đấu ở trường đại học có sọc trắng được sơn ở một trong các đầu để giúp bạn dễ dàng phát hiện bóng hơn trong các trận đấu vào ban đêm. Wilson, một công ty thiết bị thể thao nổi tiếng, là nhà cung cấp độc quyền bóng cho các trận đấu NFL kể từ 1941. Bây giờ, họ sản xuất 4.000 quả bóng mỗi ngày. Trận bóng bầu dục Mỹ đầu tiên trong lịch sử được diễn ra giữa trường đại học Rutgers và Princeton. Nó rất phổ biến trong giới sinh viên, nhưng nhanh chóng trở thành một môn thể thao khá bạo lực. Có thời điểm, người ta thậm chí còn cấm chơi bóng ở nơi công cộng nữa. Walter Camp, một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, đã trở thành đội trưởng đội bóng đá của Yale và cứu thế giới. Anh ấy đã thay đổi luật chơi và khiến nó trở nên giống như chúng ta biết ngày nay. Vạch 20 yard cho đến khu cuối được gọi là vùng màu đỏ. Màu đỏ được chọn làm tên vì nó là màu cảnh báo cho việc phòng thủ. Một khi hành vi phạm tội đạt đến khu vực này, họ đang ở vị trí ghi bàn tốt nhất. Bóng Gridiron là tên gọi khác của trò chơi. Không có câu chuyện vui nào ở đây cả. Lý do duy nhất là sân bóng trông giống như một cái Gridiron, chiếc vỉ dùng trong nấu nướng. Gần như không thể có chuyện anh em huấn luyện các đội NFL thi đấu tại Super Bowl, nhưng điều đó đã xảy ra vào 2013. Jim Harbaugh và John Harbaugh đã huấn luyện đội San Francisco 49ers và Baltimore Ravens và đối đầu với nhau trong trận đấu lớn. Cha mẹ của họ đang xem giải ở Superdome. John, anh trai, đã thắng. Họ chia sẻ những lời chúc mừng ngắn gọn sau trận đấu, nhưng không nói chuyện trong nhiều tuần sau đó. Cả hai đều thừa nhận rằng trò chơi này cực kỳ khó khăn về mặt cảm xúc đối với họ. Trước đây từng có Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia và Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ. Mỗi giải đều có nhà vô địch riêng cho đến khi sáp nhập vào 1970. Họ phải quyết định về cơ cấu mới và không thể đạt được thỏa thuận. Và đoán xem, cuối cùng họ đã giải quyết nó như thế nào nào? Chà, người ta vừa bỏ 5 lựa chọn vào một chiếc bình và lấy ngẫu nhiên một lựa chọn. Giám đốc thành phố Kansas Lamar Hunt đã đặt tên cho cái tên Super Bowl vì ông lấy cảm hứng từ một món đồ chơi chỉ với 98 xu. Và ông tìm thấy nó ở một cửa hàng đồ chơi ở Dallas, Texas và nói với ông rằng quả bóng nhỏ có thể nảy qua một ngôi nhà nhỏ ấy chứ. Không phải ai cũng thích ý tưởng này và thậm chí còn có những cuộc thi tìm một cái tên khác. Nhưng không gì có thể đánh bại được cái tên lấy cảm hứng từ đồ chơi cả. Super Bowl đầu tiên diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 1967. Vé chỉ có giá $12 thôi, so với $100.000 mà bạn phải trả cho gói VIP hôm nay.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ghế trống tại đấu trường tưởng niệm Los Angeles, nơi nó diễn ra. Họ chọn địa điểm chỉ 6 tuần trước khi trận đấu bắt đầu. Bây giờ, người ta được biết trước 3 năm cho tới khi trận đấu thực sự diễn ra. Kể từ Super Bowl lần thứ 5, họ đã sử dụng số La Mã để xác định các trò chơi. Nó giúp tránh một số nhầm lẫn. Ví dụ, Super Bowl 2023 sẽ diễn ra vào đầu năm đó, nhưng phần lớn thời gian của mùa giải sẽ diễn ra vào năm 2022. Ngoại lệ duy nhất là Super Bowl 50. NFL tin rằng sẽ đặt tên nó là Super Bowl L, có thể đã làm giảm doanh thu bán vé. NFL không bao giờ trả tiền cho bất kỳ ca sĩ siêu sao nào biểu diễn trong các show giữa hiệp. Xuất hiện ở đó vào thời điểm vàng về lâu dài mang lại cho các nghệ sĩ nhiều tiền hơn vì doanh thu bán đĩa của họ luôn tăng đột biến sau trận đấu. Tuy nhiên, họ nhận được tiền để trang trải các chi phí họ phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Mức này có thể lên tới hơn 10 triệu đô la. Vì vậy, xét cho cùng thì đó không phải là một thương vụ tồi. Mỗi đội Super Bowl nhận được 108 quả bóng. 54 quả trong số đó dùng làm bóng tập và 54 quả khác được sử dụng trong trận đấu thực tế. Thời gian nghỉ giữa hiệp thông thường của trận NFL là 12 đến 15 phút. Nhưng thời gian nghỉ giữa hiệp là 20 đến 30 phút, tùy thuộc vào màn trình diễn đang diễn ra. Đồng xu mà họ tung trong trò 44 để quyết định đội nào sẽ bắt đầu trận đấu đã dành 11 ngày trên tàu vũ trụ của NASA quay quanh trái đất. Để đảm bảo trận đấu luôn diễn ra công bằng, phải có 7 chuyên viên với các chức năng khác nhau có mặt trên sân. Bạn có thể nhận ra họ qua những chiếc áo sơ mi sọc đen trắng. Trọng tài là cấp bậc cao nhất trong số họ và có nhiều trách nhiệm nhất. Sau đó là trọng tài chính, trọng tài phụ, trọng tài biên chính, trọng tài bên, trọng tài biên và trọng tài hiện trường. Miami là nơi tổ chức Super Bowl nhiều nhất với 11 trận đấu. Á quân là New Orleans với 10 trận. Nó thường diễn ra ở nơi có khí hậu ấm hơn hoặc tại sân vận động trong nhà. Ngoại lệ duy nhất là trận đấu diễn ra tại sân vận động Tulane ở New Orleans khi nhiệt độ tại thời điểm diễn ra trận đấu là 39 độ F. Đội Arizona Cardinals còn lâu đời hơn tiểu bang mà họ đại diện nữa kìa. Đội được thành lập vào năm 1898 và Arizona chính thức trở thành một tiểu bang chỉ 14 năm sau đó. Đội cũng có một khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử NFL khi họ không thắng một trận đấu nào sau mùa giải 51 năm. NFL trao cho các thành viên trong đội chiến thắng những chiếc nhẫn Super Bowl. Mấy chiếc nhẫn đó không bị lặp lại đâu, vì người chiến thắng chọn cách tùy chỉnh nó cho đặc biệt mà. Việc thiết kế chúng mất tới 4 tháng lận. Chiếc nhẫn thường có tên và logo của đội, danh hiệu nhà vô địch thế giới, logo và số Super Bowl. Đội có thể trao nhẫn cho bất kỳ ai mà họ quyết định, không chỉ các cầu thủ mà còn cả huấn luyện viên, thầy cô giáo, giám đốc điều hành, nhân sự, tổng tham mưu cũng như các cựu cầu thủ và huấn luyện viên. Đó là lý do tại sao tổng giá của bộ sản phẩm này rơi vào khoảng 5 triệu đô la. Chiếc nhẫn Green Bay Packers Super Bowl 45 có hơn 100 viên kim cương. 13 người trong số đó đại diện cho mọi danh hiệu mà đội đã giành được kể từ năm 1929.